Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it. So beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful. Quay rồi. Về đi trước. Đó, đi trước. Cái này về đi mấy ông lên chứ mà đừng lên được vào lên mấy ông đi. Mấy ông đi lên được không? Không nhưng mà đi làm đến đi trước đi. Mấy chú mồi tải rồi. Chào.
Thank you.
Chú rể và cô dâu của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy.
Chúng ta không biết họ quen nhau từ bao giờ và yêu nhau từ lúc nào. Chỉ biết rằng ngay giờ phút này đây, chúng ta đang được say đắm với những khoảnh khắc lên ngôi của tình yêu vô cùng tuyệt vời của đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân. Và thưa quý vị, không muốn để cho toàn thể hot girl của chúng ta đợi chờ lâu, giây phút này đây, cho phép MC Quy Đôn và MC Hồng Nhung xin được long trọng công bố buổi lễ thành hôn của chú rể nhất quý Sánh Duyên cùng cô dâu Minh Hạnh sẽ chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay đây quý vị. Kính thưa toàn thể hot girl cưới xa gần thân mến, người ta thường nói con gái là con của người ta. Cô con dâu này mới đích thực mẹ cha đưa về. Và hôm nay anh em dự về làm dâu thì chắc chắn là bên phía hai ngọ cũng có đôi câu để dặn dò. Để có được ngày vui hạnh phúc như ngày hôm nay, công ơn nuôi dưỡng sinh thành được sự vun vén của hai ngọ chính là nền tảng lớn lao nhất cho con thuyền tình yêu cập bến bờ của hạnh phúc. Giây phút này cho phép ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện tốt kính nhất bên phía gia đình và nhà trai sẽ bước lên phía trên có đôi lời phát biểu ngay sau đây. Xin mời bố của chú rể là ông Đinh Văn Thành sẽ có đôi lời phát biểu cho dâu nhận rể. Kính thưa hai họ, kính thưa ban tổ chức, hôm nay được sự nhất trí của hai gia đình, chính quyền địa phương của hai nơi, hai gia đình chúng tôi đã chọn lành lành tháng tốt tổ chức lễ thành hôn cho hai con. Sau đây bố chẳng có gì hơn chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Và hãy họ cùng như toàn thể hôn trường chúng ta lời chào trân trọng nhất. Sau đây tôi xin thay mặt đại diện cho họ, hãy họ cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn hãy họ cùng toàn thể hôn trường, đặc biệt là các bạn nam nữ bớt chút thời gian về dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của bác đã dành những tình cảm đơn quý của mình đến với toàn thể quý vị. Và đó cũng chính là những lời căn dặn dành tặng tới Tân Lang và Tân Gia Nhân. Một lần nữa xin chúc cho bác sức khỏe và chúc cho bác sống vui bên con cháu của mình. Thưa quý vị khách quý sang gần thân mến, từ mảnh đất quê hương xã Kỳ Tây xuống Kỳ Thọ, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, chú rể đã đến với cô dâu bằng một tình cảm ngọt ngào sâu lắng, bằng một tình yêu thật nồng cháy và thiết tha. Những ngày đầu tiên chú rể còn tỏ tình với cô dâu rất là vui như thế này. Anh đến với em rồi bao giờ mà cây chuối nó có cành, cây súp nó có nụ và cọng hành nó có hoa. Bao giờ mà con cá trạch nó lên đẻ trên ngọn ta, còn con chim sáo nó xuống đẻ dưới nước thì ta sẽ lấy mình. Bao giờ mà cây cải làm đình, gỗ liêm thái ghiêm tìm mình sẽ lấy ta. Cái bao giờ ngày nào hôm nay đây đã trở thành hiện thực. Từ nay hai người đã thực sự là vợ là chồng của nhau. Và bây giờ tôi mời tất cả quý vị sẽ đến với nghi lễ ngọt ngào đầu tiên, đó chính là nghi lễ cho cô dâu chú rể trao vòng nhẫn cưới ngay sau đây. Xin mời chú rể và cô dâu hai bạn sẽ đứng quay người đối diện lại với nhau đi nào. Vâng, kính thưa thật quý vị, như vậy là mẹ đón Mỹ Hạnh về làm con dâu của mẹ, anh đón Mỹ Hạnh về làm vợ của anh. Chấp nhận ra tay là bạn ngày đáng nhớ, chấp nhận tuổi bé nhưng tình cảm rất lớn lao. Kính thưa thật quý vị, chiếc vòng nhẫn cưới không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc, tượng trưng cho tình yêu của chú rể và cô dâu sẽ mãi luôn vĩnh cửu một thời gian. Và hơn thế nữa, chiếc vòng nhẫn cưới được chú rể và cô dâu trao cho nhau như một lời gửi gắm đến việc kia rằng trong cuộc sống sau này ai rồi cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nhưng hãy luôn vì nhau mà cố gắng và giữ gìn sự yêu thương này một cách tốt đẹp nhất. Rồi đứng nguyên tư thế như vậy, đứng gần gần nhau chút xíu nhỉ. Tất nhiên là hôm nay trời rất là nóng, người ta thường nói có cái nắng nào như nắng ở Kỳ Anh quê ta, mùa hạ gió lao sang khô cả bạch giếng lăng tàu hóa đã chọn mảnh đất đèo ngang để diễn tỏ mưa bão. Nhưng mà nắng thì nắng nhưng cũng phải hôn nhau cá cho nó tình cảm đúng không, trăm năm chỉ có một lần đúng không chú rể, bắt tay em xin cái nào đúng rồi. Đứng gần gần nhau chút xíu nhỉ. Bình thường khi hai người không có ai nhìn thấy thì ôm nhau như thế nào, chú rể là nhanh chóng đặt tay vào eo luôn. Cô dâu đặt tay vào đâu, lên bờ vai đúng không? Đúng rồi, nói phát là đặt ngay, hôn nhiều kinh nghiệm nó đầy mình rồi, không phải bày thêm nó mất thời gian. Thưa tất cả quý vị khách quý ra gần thân mến, bây giờ như thế này nhá, hôn vào má trước, sau đó là vào môi vợ của mình, cho nên hôn thong thả cho nó ngọt ngào. Tôi sẽ bắt đầu đếm nhá, chuẩn bị nhá. 3, 2, 1. Xin quý vị một tràng pháo tay nữa để chúc mừng thành công đi quý vị. Thưa tất cả hôn trường cưới xa gần thân mến, từ nay chính thức anh là
là chồng, em là vợ. Mình sánh vai bên nhau để đi đến suốt cuộc đời. Mình sẽ chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông, chung chăn, chung chiếu, rồi chung phong, chung màn, chung lời thở, chung tiếng than, và sau này chung niềm hạnh phúc với một đàn con trinh. Bây giờ đây tôi xin phép được kính mời chú rể Nhật Quý đẹp trai, cô dâu Mỹ Hạnh xinh gái, hai bạn sẽ bước sang bên phía bàn tay trái. Chúng ta sẽ đến với nghi lễ cắt bánh. Xin lòng được kính mời chú rể và cô dâu. Xin mời chú rể và cô dâu hãy nắm chặt đôi bàn tay nhau, vai kể vai và cùng nhau cắt chiếc bánh phù thề. Bánh đi bên ngoài vỏ trắng, bên trong thì tròn phồng, có tựa nghĩa cho hương đồng của tình yêu. Những chiếc bánh đã phủ bao điều, từ nay kết nghĩa phù thề vợ chồng từ đây. Báo cáo với anh chú rể, cùng với nghi lễ cắt bánh năm bảy cưới, xin mời chú rể lấy ngón tay của mình. Cô dâu cũng vậy, em lấy ngón tay của mình chấm một ít lên vì bánh của tình yêu. Cô dâu và chú rể, và sau đây chúng ta sẽ đến với nghi lễ khuy rượu sâm banh. Xin mời chú rể bạn sẽ lấy hai chai rượu ở phía trên, đúng rồi, mở cái bằng giấy bạc ở phía ngoài ra trước. Vâng, xin mời chú rể hãy mở nắp sâm banh và sóc thật mạnh ạ. Mở tiếp cái vòng sắt ở phía trong đi chú rể. 13 nâng ly, ta cùng nâng ly. Rất là tuyệt vời. Chú rể ơi, chai đó đưa cho vợ cầm đấy. Đưa cho vợ cầm mở chai còn lại, đúng rồi. Mở hai chai luôn. Chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Vâng, chú rể hãy tiếp tục sắp thật mạnh. Và sau đó bật nắp cái bánh thật ghê đi ạ. Ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý. Người ta thường nói dòng sông nào thì cũng chảy về biển cả. Và nhiều cuộc tình đều dẫn đến hôn nhân. Dấu cho núi cách sông ngăn mà không gì ngăn nổi duyên anh với nàng. Xuống đây để đón trăng vàng và ra tay để đón nàng về với anh. Bây giờ thì cô dâu một chai, chú rể một chai. Chú rể ơi, nghiêng đầu qua cô dâu đi nào. Đúng rồi, cười tươi lên, cười thật đẹp lên, xem ai cười đẹp hơn ai nào. Và rót thăm lại chậm rãi. Và kính thưa tất cả quý vị, khi yêu nhau thì chú rể Nhật Quý thường có cưới cô dâu Mỹ Hạnh rằng: em như một chén rượu đầy để anh chứa nhấp của bạn lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin yêu hẳn để say suốt đời. Và hôm nay đây, điều đó chính thức đã trở thành hiện thực. Từ nay về bên nhau để rồi đồng lòng tất cả biển đông, tình chồng nghĩa vợ giống như sông Hồng Hà. Về bên nhau để đắp xây, chúc một mái nhà và trăm năm hạnh phúc sẽ chính bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau khi rượu hồng đã đong đầy, tôi mời chú rể và cô dâu trở về vị trí của mình đi. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mời cô dâu chú rể thương nhau. Và bây giờ mời chú rể cô dâu hai bạn cầm rượu bằng tay phải của mình, đứng quay người đối diện lại với nhau. Ai, đứng đúng tư thế như lúc nãy hôn nhau đấy. Đúng rồi, đẹp lắm. Bây giờ thì đứng gần gần nhau tí nào. Xin mời quý vị hãy rót thật đầy những chén rượu của mình và chúng ta cùng bắt đầu đếm đi ạ. Một, hai, ba. Hồi hôn gần xa thân mến, chúng ta vừa được đến với những giây phút rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời, đến với Dương Nguyền và Để Thảo trong ngày vui trọng đại trên quê hương số 8 Kỳ Tây xinh đẹp của chúng ta. Một lần nữa tôi xin được chúc cho chú rể và cô dâu mãi mãi luôn hạnh phúc bên nhau. Chúc cho hai họ tình thông gia luôn gắn kết để giữ lương duyên của ban đầu. Và tiếp ngay sau đây tôi xin phép được trân trọng kính mời bên phía hai họ, cũng như bên phía tình cảm bạn bè nam nữ thanh niên, những ai có những món quà để trao tặng chúc mừng cho cô dâu chú rể, xin được kính mời bước lên phía trên sân khấu để trao quà cho chú rể cô dâu ngay sau đây. Xin lòng kính mời. Chúng tôi không ghi danh sách cụ thể từng người, xin phép được mời chung đến phía tình cảm đại gia đình chúng ta, những ai chưa trao quà. Và bên phía tình cảm bạn bè nam nữ thanh niên, mời bước lên phía trên sân khấu ngay sau đây.
kỷ niệm sau này. Đến đây để chúng ta dành tặng riêng cho Dương Huyền, cho Rể Thảo. Bây giờ để ghi nhận tình cảm của toàn thể mọi người ở phía dưới, tôi xin được kính mời chú rể đẹp trai Nhật Quý và cô dâu xinh gái Mỹ Hạnh, hai bạn sẽ bước xuống và đi đến từng bàn tiệc một để ghi nhận tình cảm của tất cả mọi người. Cô dâu thế cầm thêm ly rượu hồng hạnh phúc, còn chú rể để xuống phía dưới kiếm cái chén rượu nào nhỏ nhỏ một tí uống với tất cả mọi người. Để xuống phía dưới lấy cái chén nào uống nhá. Lượt đi xong rồi lượt về, uống càng nhiều càng tốt, nhưng mà cố gắng đừng có say. Đêm nay về thi đấu trận chung kết với người vợ yêu của mình. Trận chung kết đêm nay thì không có trọng tài đâu, ai thắng thì nằm trên mà ai thua thì nằm dưới. Chúc cho hai bạn sớm có con bồng, có cháu bé để cho ông bà nội ngoại để vui vẻ. Vâng, và tiếp theo chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với live show ca nhạc đặc biệt chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Nhật Quý và cô dâu Mỹ Hạnh. Mở đầu cho chương trình quà tặng âm nhạc đại diện cho anh em trong live show hôm nay, xin mời tất cả quý vị đến với tiếng hát của MC Hồng Nhung qua ca khúc đầu tiên
chúc mừng cho Dương Huyền, cho Thể Thảo. Chúc cho toàn thể hội trường có một buổi trưa thật ngon miệng, thật hạnh phúc.
vì anh mới đến và yêu cầu ban tổ chức mời cô dâu và chú rể lên diễn viên tặng quà, cho nên là mời cô dâu và chú rể chịu khó một chút xíu thôi nhá. Rồi bây giờ mời anh bước lên diễn viên tặng quà cho chú rể và cô dâu. Xin mời giọng hát của anh Trọng Đài sẽ bước lên phía trên mang tới tất cả quý vị những giai điệu tùy chọn trân trọng kính mời anh. Oh,
trình bày của anh Trọng Đài qua những ca khúc mà dành tặng đến toàn thể quý vị khách quý gần xa trong ngày vui Trọng Đài hôm nay. Cảm ơn anh một lần nữa. Và tiếp theo chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay xin được kết nối tình cảm với anh Quang Dũng Tennis đến từ mảnh đất thị xã Kỳ Anh thân yêu. Một lần nữa xin được kết nối tình cảm với anh Quang Dũng. Tối muộn quên đi tháng với ngày cho đi lượm quả ngọt rồi cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân thành cho đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều.
gia đình nhà gái với tiếng hát của anh Thừa Trọng. Vừa dịch tặng đến toàn thể quý vị những giai điệu rất là sôi động và bốc lửa. Chúc mừng cho hạnh phúc dâng hiến thể thảo hôm nay. Cảm ơn anh. Và tiếp theo chương trình sẽ là một dòng hát đến từ anh Hàng. Xin mời anh sẽ hiện diện trên sân khấu và gửi đến cho toàn thể quý vị những giai điệu tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đến với ngày phút hạnh phúc của hai em, anh chúc cho hai em sớm năm hạnh phúc, chúc cho trường có một buổi trưa thật vui, thật say và thật tuyệt vời. Đại chúng tí hạn cũng hay lắm, treo cỏ rồi, remix cỏ rồi, tất cả những cái ca khúc cỏ rồi, ha xin gửi tới hội trường. Bài hát gửi tới hội trường nha. Một ca khúc được mang tên Đánh Mất. Yeah.
Đâu phải xa xôi.
Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xui rồi đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Con tim anh hứa đi
trên con đường nắng độ chạc trang